thì hôm nay sẽ chỉ cho mình cách cắm một cái xe hoa với xe Vespa ha. Vespa này Vespa đời đầu đời cổ gì đó, thì có phía đầu với phía đuôi, thì cách đi làm như thế nào thì mọi người theo dõi clip sau đây. Vì cái này á, chị nói này để cho Duyên học rồi. Cái này á, là mình có thể là xe khách sẽ chạy gió, cho nên là khi mà cắt như này em phải cắm sâu vô, chứ không tới nơi là coi như là hoa đi đường hoa, lá đi đường hoa lá. Nó là nó sẽ không có được bền, cho nên chỉ được dùng để cắm vô xốp thôi. Còn nếu mà để mà cài áo á, thì là nó sẽ nhanh rũ. Nên mình phải, khi mà mình làm mình phải biết đặc tính của từng loại để mình chọn cái mà cho nó phù hợp.